Dạ hồi đồng chí, buổi chiều ngày 20 tháng 11, ngày hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam. Cái xe nó trong đây cần vắng hạt, chiều này vắng về cũng không có đông gì mấy đâu. Đó thì đông thì người ta vẫn bán đầy đường. Ở trong đường chợ hoa mà, chợ hoa Hồ Thị Kỷ mà. Sau đó là sẽ vòng vô trong khu phố ẩm thực, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ, chợ đoan Hồ Thị Kỷ. Wow, hoa linh linh luôn, hoa quá trời hoa. Xong đã hết chợ hoa rồi, khúc dưới cũng không có gì đâu, cũng thêm một vài nhà bán hoa nữa thôi, mất công vòng lại nên là mình sẽ vòng qua bên đây luôn. Xem giờ này là 5 giờ chiều rồi, xem ở phía bên trong nó có đông hay không, hơi xui mới chạy vào mới biết được, tại vì có người dắt xe dắt bộ. Đây, đèn cũng đã lên rồi, phố đã lên đèn. Chị từ từ thôi, giờ này cũng vắng hả? Một lát nữa khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ chiều á, 7 giờ tới á, đường sẽ rất là đông. Lúc đó là giờ người ta đi làm, đi học về hết rồi, người ta ra đây người ta ăn, ăn tha hồ ăn luôn. Xiên que, xiên nướng giống như trong mấy cái buffet BBQ, tức là buffet nướng thì nó hay bán cái xiên que đó. Sashimi. Chạy trong đây không có chạy nhanh được nên là cứ chạy tàn tàn thôi để nhìn, chứ chạy nhanh quá thì cũng không nhìn được con khỉ gì á, chưa kịp nhìn thì đã qua rồi. Nó có một vài quán cũng đông người ngồi ăn bò nướng phô mai này kia cái thứ. Rồi xong, đã hết chợ rồi. Bánh đồng xu phô mai 25k. Giờ cái nhu cầu ăn bánh đồng xu cũng không còn có như lúc trước. Chạy ra ngoài đây là hết rồi, hết chợ rồi, chợ hoa rồi. Chúc mừng. Hết rồi, thôi nha.